Dr. Mark xin chào quý anh chị và các bạn. Để tiếp tục cái bài hôm trước thì hôm nay tôi xin chia sẻ về chủ đề xé bao trước và thủy tách. Xé bao trước và thủy tách là một trong những cái bước rất rất quan trọng trong quá trình phẫu thuật pha cô. Khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề xé bao trước và thủy tách rồi thì chúng ta có thể hiểu rõ và đúng thì chúng ta thực hiện nó sẽ dễ dàng hơn. Bản thân tôi chưa phải là một phẫu thuật viên chính thức, nhưng đây là những cái bài mà tôi đọc và tôi tự học cho bản thân mình, và hy vọng là những cái học của bản thân tôi cũng chia sẻ hữu ích cho các quý anh chị và các bạn. Nếu mà các anh chị và các bạn mà nghe thấy kiến thức của tôi nó chưa thực sự đúng hoặc là còn thiếu sót cái vấn đề nào, cũng rất mong với quý anh chị và các bạn chia sẻ cho tôi để tôi có thể hoàn thiện hơn. Đầu tiên thì chúng ta bắt đầu đi vào xé bao. Thì một cái xé bao lý tưởng nó là như thế nào? Đối với nhiều người thì tôi không rõ, nhưng bản thân tôi hiểu là xé bao trước lý tưởng là một cái xé bao nó liên tục, tròn và chính tâm. Đó là những cái tiêu chuẩn cơ bản nhất của một cái vấn đề xé bao trước. Còn cái khái niệm mà liên tục và tròn chính tâm nó như thế nào thì các bạn có thể hình dung đây là một con mắt của bệnh nhân. Tròn chính tâm thì nó chính là tròn chính tâm ở vùng trung tâm của cái mình so sánh với mắt của bệnh nhân. Đó. Cái thứ hai là cần phải đảm bảo được là chúng ta có thể đặt được toàn bộ cái thủy tinh thể ở trong cái bao đó. Cái thứ ba là cái sự thành công của xé bao nó sẽ giảm được những cái nguy cơ biến chứng trước và sau phẫu thuật. Vậy thì kỹ thuật xé bao nó như thế nào và thực hiện có khó khăn không? Thực sự câu hỏi này thì rất nhiều phẫu thuật viên đang đặt ra. Đối với những người mà chưa biết thì chắc chắn là rất khó khăn. Còn những cái phẫu thuật viên sẽ rồi làm tốt phẫu thuật rồi thì thực sự nó cũng không phải quá khó khăn, bởi vì nó có một cái số cái keyword ở trong đó. Khi mà chúng ta nắm bắt được những cái keyword như này, chúng ta cứ thực hiện theo thì tôi cũng hy vọng rằng nó cũng không thực sự quá khó như mình nghĩ. Trước khi mà bắt đầu đi vào bước xé bao thì chúng ta cần phải sử dụng nhầy. Hiện tại thì trên thị trường của Việt Nam có rất nhiều loại nhầy. Mỗi cơ sở bệnh viện cũng sử dụng một loại nhầy khác nhau. Nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ với anh chị, công ty Ancon có một loại nhầy Duovit thực sự là rất thích hợp đối với các anh chị là phẫu thuật viên mới. Còn nếu mà các anh chị mà đã phẫu thuật ngành nghề rồi, có thể sử dụng tất cả các loại nhầy khác nhau. Như bản thân tôi thì nếu mà được phẫu thuật thì chắc chắn là tôi sẽ sử dụng ban đầu cho mình để mình học và xé bao tốt, thì chúng ta cần phải sử dụng một cái nhầy đặc biệt. Đó là nhầy Duovit. Cái nhầy Duovit có gì đặc biệt so với các loại nhầy khác? Thì nếu mà các anh chị nào đã sử dụng cái nhầy này thì các anh chị sẽ biết được trong cái hộp nhầy nó có hai loại màu khác nhau. Đó là màu xanh và màu vàng. Màu xanh thì đó chính là Provit thì có trọng lượng phân tử lớn, còn Viscose thì có trọng lượng phân tử thấp. Khi mà chúng ta sử dụng nhầy này thì các anh chị trong hãng thường có một câu sử dụng cái soft gel technique, tức là cái kỹ thuật soft gel. Có nghĩa ta sử dụng như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta bơm một cái nhầy Viscose vào để tạo tiền phòng. Sau đó thì chúng ta sử dụng cái nhầy Provit bơm ở trên cái bề mặt của bao trước. Mục đích của Provit có tác dụng như thế nào? Vì đây là nhầy có trọng lượng phân tử lớn, nó sẽ nặng và nó làm phẳng cái bề mặt bao trước của thủy tinh thể, làm cho cái phẫu thuật viên mới như chúng ta rất dễ thao tác. Đó là cái sự khác biệt lớn nhất mà tôi biết trong cái nhầy Duovit. Ngoài ra nó còn một số cái tác dụng khác thì tôi không chia sẻ sâu trong cái video này. Nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu muốn hỏi thêm về cái nhầy Duovit và chức năng công dụng nó như thế nào, có thể comment bên dưới và tôi xin chia sẻ riêng.
Bước đầu tiên để chúng ta thực hiện xé bao tốt thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng nhầy. Vậy thì nhầy nào thì tùy cơ sở các anh chị, thì tôi chỉ chia sẻ một cái loại nhầy, trong đó là đua vít. Các anh chị có thể thực hiện rất tốt đối với phẫu thuật viên mới bắt đầu. Và bây giờ ta sẽ cụ thể đi vào từng bước. Cái bước đầu tiên thì chúng ta bắt buộc là phải phá cái bao trước của vùng trung tâm. Thì cái sự phá bao trước này thì tùy các anh chị thực hiện theo quen với cái loại dụng cụ như thế nào. Có phẫu thuật viên thì sử dụng như các hình hình trên anh chị đang quan sát, để chúng ta có thể dùng kim để chúng ta phá cái bao trước, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái forceps để xé cái bao trước. Và cái hướng nó sẽ, khi mà cái bước này nó sẽ có hai cái hướng khác nhau, thì đối với phẫu thuật viên mới thì chúng ta sẽ hướng nào, nói thì hơi khó hình dung nhưng hướng đây tôi có thể mô tả trên hình. Chúng ta sau khi chúng ta phá vỡ cái bề mặt bao trước ở vùng trung tâm rồi, chúng ta có thể đưa sang trái hoặc sang phải. Tôi khuyên các bạn trên hình này chúng ta nên đưa sang trái ra ngoại vi và kéo về phía vết mổ, hay là kéo ngược chiều kim đồng hồ. Tại sao lại thực hiện như thế này? Với những cái phẫu thuật viên kinh nghiệm lâu năm thì các anh chị thường là xé bao rất tốt. Cái chuyện mà các anh chị đi thuận chiều hoặc là ngược chiều kim đồng hồ nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đối với những cái phẫu thuật viên mới như chúng ta, để xé cái bao trước thuận lợi hoặc là gặp khó khăn thì chúng ta nên là phá ở trung tâm, đưa ra ngoại biên góc khoảng 9 giờ rồi kéo về phía vết mổ. Tại sao lại lựa chọn cái hình thức xé bao như thế này? Bởi vì đặt kịch bản là khi mà chúng ta thực hiện, giả sử nói hơi xấu một chút là, xin lỗi các bạn nếu mà tôi nói như này, bởi vì chúng ta mới, chúng ta không thực hiện một cách thuần thục, nhuần nhuyễn thì nguy cơ rách bao rất cao. Nếu mà trong trường hợp chúng ta có vô tình xé theo hướng ngược chiều kim đồng hồ mà bị rách bao, thì chúng ta vui lòng chuyển ngược lại theo hướng còn lại để chúng ta đưa cái mũi kéo vào tại cái vị trí mà tôi đang chỉ đây, và chúng ta lại xé theo cái hướng ngược lại rất là tốt. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta thực hiện theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, chúng ta rách bao ở vị trí trên này thì gần như là chúng ta không tiếp tục xé bao tiếp được nữa. Nếu mà chúng ta quay lại từ cái mép xuống dưới thì chúng ta cũng không thể đưa kéo hoặc là thực hiện dụng cụ để chúng ta cắt ở cái đoạn mép này chúng ta xé bao được. Vậy thì trong cái bước này có hai cái vị trí, hai cái lưu tâm rất rất quan trọng. Đó là đầu tiên chúng ta phải phá vỡ cái bao trước và tạo vạc. Xin lỗi các bạn, tôi chưa có từ tạo vạc. Thì chúng ta phải tạo được một cái vạc. Đó, tạo được vạc và chúng ta kéo về phía vết mổ hoặc là kéo theo ngược chiều kim đồng hồ, tùy các anh chị hiểu như thế nào thì hiểu. Chúng ta mới thì chúng ta không nên xé theo ngược thuận chiều kim đồng hồ, lý do tôi vừa trình bày. Sau khi chúng ta phá bao trước, tạo được vạc rồi thì chúng ta tiếp tục xé và tạo vạc. Thì trong cái bước xé và tạo vạc thì có những cái lưu ý gì thì tôi vừa chia sẻ, tôi vừa nói. Mục đích là khi mà chúng ta tạo được vạc rồi thì chúng ta sẽ bắt cái vạc. Đây là cái mép. Các bạn nhìn để ý, đây là phẫu thuật viên trên hình là tôi chia sẻ là sử dụng bằng kim silicon. Nhưng phẫu thuật chúng ta có thể sử dụng banh. Đây là cái, các bạn hình dung đây là cái nắp của vạc. Thì chúng ta sẽ bắt cái vạc bằng cái forceps hoặc bằng kim. Nhưng trên hình là chúng ta đang sử dụng kim, chúng ta ép nhẹ vào cái bề mặt vạc. Cái đường, có một chút cái lưu ý là cái đường kính của cái vùng xé bao nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 5.5 ly. Tại sao nó lại có 5 và 5.5 ly, và làm sao ta có thể xác định được? Thường các bạn để ý là cái diện đồng tử giãn tối đa là khoảng 6, thì chúng ta xé làm sao nó cách cái mép đồng tử khoảng từ 1 đến 1 độ rưỡi, 1 ly rưỡi thì nó đã rơi vào khoảng tầm 5 đến 5.5 ly. Và cái vấn đề lý do thứ hai là tại sao chúng ta lại đặt 5.5 mà không đặt 6 hoặc là 7? Thì bởi vì cấu tạo của cái thủy tinh thể trên cái thân của cái optic nó cũng rơi vào khoảng 6 ly. Chúng ta cần phải cái mép của cái bao trước, đây là cái mép của bao trước,
thì chúng ta phải ví dụ cái bề mặt optic của thủy tinh thể nó đến ra ngoài vùng khoảng 6 ra tận vùng này thì nó chúng ta cái mép bao trước tròn lên cái thành mặt trước của thủy tinh thể khoảng 0,5 đi là rất là hợp lý. Trong cái bước toàn bộ cái bước xé bao chúng ta nên buông vạt và bắt vạt nhiều lần và tối thiểu là khoảng 4 lần trong quá trình xé bao. Luôn giữ cái khi vật cái đường xé bao thì chúng ta cần phải luôn luôn là cách cái mép của đồng tử khoảng một cái khoảng cách ổn định, tức là khoảng rơi vào tầm 1 cho đến 1,5. Và cái động tác chúng ta xé cái từ nói cái từ xé thì nó không chính xác mà chúng ta phải sử dụng cái từ trượt vạt. Các bạn hình dung là đây là cái kim hoặc là forceps chúng ta túm vào cái bề mặt mép vạt như thế này và chúng ta nhớ là chúng ta cứ di từ từ trượt vạt chứ chúng ta không xé. Cái từ xé tức là làm căng cái vị trí mép vạt như thế này, nguy cơ rách hoặc là nguy cơ ra ngoài rất là cao. Sau khi trong quá trình mà thực hiện buông và bắt vạt thì có một cái lưu ý cũng rất là quan trọng. Các anh chị là khi mà định buông thì nên kéo cái mảnh vạt vào phía trung tâm ở giữa giữa cái thủy tinh thể và cái bao trước. Và khi mà chúng ta bắt vạt thì chúng ta nên bắt bắt cái mép vạt như tôi đang chỉ này, bắt tại cái vùng mép vạt mà cách cái vị trí xé khoảng 0,5 đến 1 ni. Tại sao lại chúng ta cần phải bắt một cái khoảng như thế này? Bởi vì đôi khi trong quá trình chúng ta thao tác là xé cái bao trước mà nhỡ bệnh nhân có nước mắt hoặc là có những cái bất thường thì chúng ta không bị rách toạc ra ngoài. Bởi vì nếu mà chúng ta kẹp sát cái vết xé như thế này nó sẽ gây một cái tình trạng đó như tôi vừa nói, do chúng ta thao tác thì nó dễ toạc ra ngoài. Nếu mà chúng ta để xa quá thì chúng ta lại phải thực hiện thao tác là buông và bắt nhiều lần. Khi mà buông bắt nhiều lần thì nguy cơ là nhiều cái nguy cơ khác. Vấn đề nữa là trong cái thao tác các anh chị sẽ phải để ý quan sát là cái dụng cụ là bằng kim hoặc là banh luôn luôn ở tại vùng chính tâm giữa của vết mổ chính và chúng ta không đè, cố gắng là thao tác tay rất là thả lỏng, chúng ta không đè mạnh vào cái mép mổ như thế này. Khi mà đè mạnh thì nó có hai cái vấn đề xảy ra, một là ít nhiều nó tổn thương cái mép mổ chính. Cái vấn đề thứ hai nó sẽ thoát rất nhiều cái chất nhầy ở trong tiền phòng làm cho cái tiền phòng nó nông hơn thì thao tác của chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Đấy, những cái phần này thì tôi vừa đã trao đổi với các anh chị rồi. Thì chúng ta buông vạt từ 1 đến 2 1 đến 2 mm tại cái vị trí vết cắt thì chúng ta sẽ kiểm soát hơn, trong khi để tránh được cái nguy cơ mà mắt của bệnh nhân di chuyển. Chúng ta không được bao giờ đè lên cái đè lên, tức là chúng ta không, đây là chúng ta không phải xé mà chúng ta trượt cái vạt. Như thế này là chúng ta không bao giờ được kéo vạt trong khi xé mà chúng ta là trượt vạt. Trước khi bắt lại cái vạt thì buông, trước khi bắt buông thì chúng ta phải đặt được cái mép sẽ ở giữa cái thủy tinh thể và bao trước. Cũng một vấn đề nữa là các anh chị cần phải dùng cái điều chỉnh cái sinh hiển vi để quan sát một cách là thích hợp nhất và rõ nhất. Khi mà chúng ta quan sát rõ thì chúng ta mới có thể thực hiện, còn nếu mà không rõ cái vấn đề gì thì chúng ta không thực hiện. Phá vỡ tại vùng trung tâm của bao trước. Cái mà vị trí khó khăn nhất, cái phần mà khó khăn nhất chính là cái vị trí xé tại vùng
vết mổ. Thì để tránh được cái sự khó khăn tại cái mép mổ chính này, thì các anh có một cái chia sẻ như thế này: các anh chị khi mà đến đây, cái vị trí xé bao tại cái vết mổ chính, cái đoạn này là cái vùng khó khăn nhất bởi vì chúng ta không quan sát được. Thì để lưu tâm cho cái vấn đề tránh cái tình trạng khó khăn như thế này, các bạn khi mà xé vạt, ví dụ tôi đang tưởng tượng các bạn đang xé vạt không phải đến đây mà nó đang đến mép này, thì chúng ta khi mà kéo đến cái vùng mép mổ chính, các bạn quan sát là mắt quan sát đến vị trí xé, nó bắt đầu đến cái với mép mổ chính, chúng ta buông vạt và chúng ta túm lại cái mặt vạt, mép vạt, chúng ta kéo hẳn sang bên phía đối diện và lên trên, để tránh tình trạng khi mà cái mép xé mà đến vị trí trung tâm giác mạc, chúng ta rất rất khó khăn trong cái bước này. Nếu mà chúng ta không thực hiện được để chỗ này thì thực sự là quá đáng tiếc. Đó, tại một số lưu tâm là như vậy. Cái này tôi cũng chia sẻ rồi, bởi vì giữ cái concept ở trung tâm của vết mổ để tránh cái đè lên mép mổ. Bởi vì khi mà đè như thế, một là tổn thương, hai là nó sẽ thoát cái chất nhầy, làm giảm áp lực tiền phòng, cũng làm ảnh hưởng đến thao tác của chúng ta phẫu thuật. Vậy thì có một cái số câu hỏi trong quá trình xé bao trước như thế này: nếu mà chúng ta xé bao quá nhỏ thì sao, chúng ta xé quá to thì sao, và chúng ta xé những cái hình mà chúng ta không mong muốn? Thì đúng là thực sự là khi mà chúng ta xé nhỏ thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải xé tiếp theo vòng còn lại. Còn nếu mà để tránh những cái trường hợp xé quá to hoặc là hình oval hoặc các hình khác thì chúng ta bắt buộc phải thực hành nhiều lần thôi, chẳng có cách nào khác cả. Đây là cái hình tôi mô tả cái vấn đề xé bao trước bằng sử dụng kim. Đầu tiên là chúng ta sẽ phá vỡ cái vùng trung tâm của bao trước, của cái trung tâm. Chúng ta kéo ra tiếp tuyến ở ngoại vi. Xong rồi chúng ta kéo về hướng đưa về tạo, chúng ta lật vạt để hướng về phía vết mổ chính. Đây là cái trường hợp phẫu thuật viên đi ngược chiều kim đồng hồ. Thì với những cái trường hợp này, tất nhiên là nếu mà các anh chị mà đã thực hiện thành thạo rồi, các anh chị cũng có thể thực hiện phương pháp này. Nhưng với những cái phẫu thuật viên mới thì tôi xin chia sẻ là chúng ta nên đi ngược chiều kim đồng hồ. Bởi vì trong trường hợp nhỡ chúng ta có thực hiện bị rách bao thì chúng ta cũng có cái đường để thực hiện cái phía đối diện một cách thuận lợi hơn. Còn nếu mà các anh chị mà có phẫu thuật viên lành nghề bên cạnh kèm cho các anh chị thì các anh chị cứ thực hiện tất cả những cái mà đường nào mình có thể cảm thấy tự tin nhất. Trong quá trình xé bao cũng có một cái vấn đề khá là quan trọng, thì chúng ta nếu mà chúng ta mới thì nên chúng ta nhuộm cái bao trước bằng cái thuốc nhuộm để chúng ta có thể thực hiện xé bao trước một cách dễ dàng. Tóm lại, một cái bước xé bao chuẩn thực hiện tốt thì nó cần có những cái vấn đề gì? Đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta phải quan sát rõ. Nếu mà chúng ta không quan sát rõ thì chúng ta không phẫu thuật. Đó. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải tạo được vạt. Vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ cần thứ ba là chúng ta sẽ phải buông và bắt vạt nhiều lần, tối thiểu là khoảng 4 lần. Cái vị trí mà gặp khó khăn quan trọng nhất, khó khăn nhất đối với việc xé bao chính là cái vị trí tại vết mổ chính. Thì để tránh cái chỗ khó khăn đó thì chúng ta cần phải buông và bắt vạt trước và sau khi qua cái mép mổ chính. Chúng ta phải kiên trì. Thành công của xé bao nó không dễ như chúng ta nghĩ, nhưng vì chính vì vậy thì chúng ta cần phải thực hành nhiều lần.
Để tiếp theo cái bước xé bao, sau khi xé bao tốt cần phải lưu ý tròn liên tục và chính tâm, thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ thủy tách. Cái thủy tách này thực sự nghe thì có vẻ là cũng dễ hơn cái bước kia, bước xé bao, nhưng cũng các anh chị cũng không thể coi thường, bởi vì cũng phải hiểu được một số cái kỹ thuật và kỹ năng nó thủy tách như thế nào thì chúng ta cũng sẽ tránh được một số cái biến chứng đáng tiếc. Nhiều trường hợp khi mà chúng ta đưa kim mới bắt đầu chỉ bơm thôi thì đã chìm xuồng rồi, thì thực sự đó là những cái điều không mong muốn. Vậy để hiểu và để thực hiện một cách chính xác thì chúng ta cùng thảo luận cái cấu tạo về cái thủy tinh thể. Thì chắc anh chị cũng biết được nó gồm những cái phần nào, thì cái ngoài cùng chắc chắn đây là một cái bao của thủy tinh thể, phía trước gọi là bao trước và phía sau gọi là bao trước. Dưới cái bao trước nó là một cái lớp cortex, thì thường là chúng ta thủy tách là cái lớp cortex này, và tiếp theo là vùng thượng nhân và vùng nõ nhân. Thì thường là chúng ta sẽ đưa vào thủy tách cái vùng lớp cortex. Có hai cái kỹ thuật thủy tách là kỹ thuật vùng hydrodissection và hydrodelineation. Thì cái này nó là do cái vị trí nó khác nhau mà chúng ta gọi khác nhau thôi. Nhưng thường là các anh chị hay thủy tách cái vùng giữa lớp cortex và lớp bao. Đối với trường hợp mà nhân cứng thì chúng ta có thể tách sâu bên trong, hoặc là hydrodelineation thì trong cái trường hợp mà đục dưới bao sau mà chúng ta khám trên lâm sàng, cái vùng vị trí đây coi như là đây vị trí phía bao sau thì chúng ta bị đục dưới bao sau nó gây dính, thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật là hydrodelineation. Vậy thì cái vị trí mà chúng ta thường tách đó là vị trí 4 giờ và 8 giờ. Nên khi mà tách nước thì chúng ta nên tách nước nhiều vị trí. Đưa kim, đây là kim về phía phẫu thuật. Chính xác nếu mà mô tả trên cái hình mà chúng ta đang nhìn thì cái vị trí 12 giờ là chúng ta đang ngồi ở trên phía đầu của bệnh nhân. Tương tự đây là phía 6 giờ và đây 4 giờ và 8 giờ. Là hai cái vị trí mà chúng ta dễ thủy tách nhất. Khi mà tách nước, chúng ta bơm cái chúng ta tách nước đây là chúng ta luồn dưới cái bao trước. Sau khi luồn như mô tả thì chúng ta hơi nâng nhẹ cái kim thủy tách và bắt đầu chúng ta bơm. Đây các anh chị có thể quan sát, đây là chúng ta đang bơm luồn vào cái vùng cortex, nó sẽ tách dần theo cái nước theo cái hướng của bao. Bởi vì trong nhiều cái trường hợp mà cái bao nó yếu do viêm, do những cái vấn đề bất thường trên bao này mà chúng ta tách một cách mạnh quá, nó sẽ bục rách bất cứ ở đoạn nào. Thì khi bục rách như thế chìm xuồng thì các bạn tưởng tượng là cái lượng nước nó luồn theo cái bề mặt dưới bao, nó đến cái vị trí thường có một cái dạng đục dưới bao sau, nó dính, nó viêm thì dễ rách. Cho nên là chúng ta không sử dụng kỹ thuật hydrodissection mà chúng ta sử dụng kỹ thuật tách kia. Đây các anh chị có thể quan sát được là chúng ta bơm cái nước nó sẽ dàn dần. Các anh chị bơm là bơm đều, không cần bơm quá mạnh, cứ bơm từ từ đều, nó sẽ bóc tách toàn bộ. Và đến hình mà dưới này các anh chị để ý trên cái hình, chúng ta sẽ quan sát được cái sóng nước nó di chuyển trên cái sinh hiển vi. Sau khi mà tách được nước đến hết, sau khi mà tách được nước mà đến hết cái diện của thủy tinh thể nhân
Có một lưu ý là các bạn nhớ là phải đè đè nhẹ cái thủy tinh thể. Bởi vì tại sao lại chúng ta phải như thế? Khi chúng ta bơm như thế này, cái nhân thủy tinh thể nó sẽ hơi vồng lên và nó sẽ đè vào cái mép của cái bao trước, làm cho cái áp lực ở bên đằng sau nó mạnh, nó dễ bị bục. Thì chúng ta tách nước, chúng ta phải đè nhẹ cái thủy tinh thể xuống để nước nó có thể tròn đều, dàn đều xung quanh. Hydrodilation. Cái này thì tách nước nó chỉ định trong một số cái trường hợp thủy tinh thể nó khác nhau. Những cái tách nước dạng này thì tôi khuyên các anh chị chúng ta là những cái phẫu thuật viên mới, thì những cái ca mà thủy tinh thể như vậy thì chúng ta cũng không nên là thực hiện. Chúng ta nên nhường cho các chúng ta nên cái những cái ca này chúng ta nên để cho các phẫu thuật viên lành nghề phẫu thuật. Vậy thì tóm lại, một cái thủy tách để nó thành công thì nó gồm những cái bước nào? Thì như vừa trao đổi thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện là chắc chắn là phải quan sát được cái sóng nước và thủy tinh thể phải là quay đều. Chúng ta tách giữa cái lớp cọc tách và giữa cái bao sau. Nhưng nên nhớ là khi mà thủy tách, chúng ta bước thủy tách thành công, tức là chúng ta sẽ quan sát được một cái sóng nước quanh. Và cái thứ hai, sau khi mà tách xong thì chúng ta cần phải xoay nhân. Nếu mà nhân mà không bị xoay thì chúng ta không thể không tiếp tục phẫu thuật nữa, bắt buộc chúng ta phải xoay nhân. Bởi tại sao như thế? Nếu mà không xoay nhân chứng tỏ là chưa tách nước thành công, mà chưa tách nước thành công thì nguy cơ biến chứng thì rất rất cao. Các anh chị cần phải lưu tâm đến cái vấn đề này. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn. Thực sự là với những cái người mới như tôi hoặc là một số phẫu thuật viên đang học thì chắc chắn một điều là cái vấn đề xé bao trước và thủy tách là một cái bước nó khá là khó chứ không dễ như các bạn tưởng. Nhưng nó cũng không thực sự quá khó nếu mà chúng ta hiểu được những cái yếu tố căn bản, và chúng ta biết được những cái yếu tố căn bản đó thì chúng ta sẽ thực hiện một cách tự tin, dễ dàng hơn. Hy vọng đây là một số cái chia sẻ mà các anh chị quan tâm và học được gì từ những cái video tôi vừa chia sẻ. Còn những anh chị đã phẫu thuật rồi mà nghe đến đây có vấn đề gì, các anh chị đừng ném đá vào tôi mà hãy đóng góp để chia sẻ cho tôi kinh nghiệm được học hỏi thêm. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn.